thì cái động học mà chúng ta nghiên cứu ở đây nó là động học chất điểm, Đấy. tức là chúng ta xét cái đối tượng chuyển động ở đây nó là chất điểm. Vậy chất điểm là gì? thì đầu tiên chúng ta phải làm quen với khái niệm chất điểm này. Cái động học này ấy nó là chuyên ngành vật lý nghiên cứu sự chuyển động, nó là một nhánh của cơ học nhé. và sự chuyển động thì có nhiều lắm. ví dụ như ở đây các em thấy một cái xe mô tô đang chạy với tốc độ rất cao trên đường, hay là ở đây là một cái con con quay nó tự quay đúng không? Nó xoay một cái nó tự quay trên cái bề mặt cân bằng của nó hay là một cái máy bay nó đang chuyển động trên bầu trời và bất kỳ cái gì nó đang chuyển động thì nó đều là cái đối tượng nghiên cứu của động học, các em nhớ chưa nào? Vì nó là sự chuyển động. Và động học chất điểm thì tức là cái đối tượng chuyển động ở đây là chất điểm. Vậy chất điểm là gì? Thì khi nói đến điểm ấy thì chúng ta có cái khái niệm về điểm ở trong toán học, đúng không? Vì khi nói đến toán học thì chúng ta biết cái khái niệm điểm là một khái niệm quan trọng của nó. Thì điểm trong toán học thì nó là một cái vị trí mà nó không có kích thước. Một điểm thì nó không có kích thước. Đấy. Đúng không? Các em biết rồi. Và nếu như mà có rất là nhiều điểm mà nó tập hợp một cách liên tục thì chúng ta có một khái niệm trong toán học đó là quỹ tích. Thì quỹ tích nó là tập hợp điểm. Đấy, thầy nói về khái niệm toán học trước nhé, hay đúng hơn là khái niệm hình học đấy. Ở đây thầy ví dụ như đây chúng ta có một điểm. Thì cái điểm này nó không có kích thước nhưng mà để có thể biểu diễn được nó chúng ta thường chấm một cái. Ở trên bảng thì thầy chấm bằng phấn còn ở trong vở các em chấm bút một cách đúng nào? Thì đây là một điểm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta à, có tập hợp các điểm trong mặt phẳng mà lại cách đều đến một điểm cố định thì nó tạo thành một cái quỹ tích đặc biệt gọi là đường tròn, đúng không? Tức là tập hợp tất cả các điểm một cách đều một điểm cố định ở trong mặt phẳng thì nó tạo thành một cái quỹ tích đặc biệt ở đây nó chính là đường tròn. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có hai điểm cố định, ví dụ điểm này điểm O1, điểm này điểm O2 và chúng ta xét tập hợp các cái điểm mà tổng khoảng cách từ cái điểm đó đến O1 và O2 là một hằng số thì chúng ta sẽ được một cái đường khác đó là đường elip. Các em tìm hiểu về cái đường elip, các em sẽ biết nhé. Hoặc là một cái đường khác nếu thầy cũng có hai điểm cố định là O1, O2 thì tập hợp các cái điểm mà khoảng cách từ cái điểm này đến O1 bằng cái khoảng cách từ nó đến O2 tức là khoảng cách này bằng khoảng cách này thì nó được tạo thành một cái quỹ tích đặc biệt đó là đường parabol và các cái đường ở trong toán học thì về bản chất nó là các quỹ tích tức là nó là các tập hợp điểm được chưa đây là khái niệm của toán học chứ chưa phải vật lý bây giờ chúng ta chuyển qua vật lý này thì trong vật lý thì chúng ta có khái niệm chất điểm thì cái khái niệm chất điểm này nó mượn cái khái niệm điểm ở trong toán học Đấy. tức là một cái điểm thì nó không có kích thước nhưng mà chất điểm thì nó lại có khối lượng Đấy. nhớ chưa bởi vì chất điểm được sử dụng để biểu diễn cho một vật cho nên nó có khối lượng. Vậy thì các em nhớ nhé, cái khái niệm chất điểm trong vật lý này thì nó không có kích thước nhưng nó có khối lượng. Được chưa? Và dùng khi nào? Khi nào thì chúng ta sử dụng cái khái niệm chất điểm? Đó là khi chúng ta khảo sát chuyển động của một vật có kích thước rất nhỏ so với không gian vận động của nó. Đấy. Và khi đó ta coi vật là một điểm tập trung toàn bộ khối lượng của vật. Tức là khi mà cái vật chúng ta khảo sát nó vận động, ấy, nó chuyển động ấy, trong một cái vùng không gian Mà cái vật đấy kích thước của nó quá nhỏ so với cái vùng không gian chúng ta khảo sát Thì lúc bây giờ chúng ta coi cái vật đó là một điểm Và cái điểm đấy thì coi như là kích thước bằng không Và khối lượng của nó thì đúng bằng khối lượng của vật Thầy ví dụ nhé Ở đây à, các em thấy có một cái ô tô chẳng hạn Cái ô tô này nó đang đỗ trên một cái bãi đất trống Cái bãi đất này thì nó cũng không lớn lắm đúng không các em Và như vậy thì chúng ta không thể nào coi cái ô tô trong trường này là một chất điểm được, bởi vì cái kích thước của cái ô tô là khá lớn à, so với cái cái không gian mà chúng ta đang khảo sát. Đấy, bởi vì cái không gian này thầy đang xem xét ở đây nó là một cái mảnh đất để đỗ xe thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái ô tô này từ một cái khoảng cách xa hơn, đây là cái hình mà thầy đứng từ trên phòng làm việc của thầy ở trường học viện Kỹ thuật Quân sự, thầy chụp qua cái cửa kính xuống thì thấy cái ô tô đỗ ở đây. Vậy thì cái khoảng cách từ cái cửa kính này tới ô tô nó tương đối xa. Và lúc bây giờ chúng ta có thể coi cái ô tô này là một chất điểm hay không? Thì thực ra trường hợp này thì cũng có thể coi là chất điểm nhưng cũng có thể không coi là một chất điểm. Khi nào coi là một chất điểm là khi mà thầy chỉ quan tâm xem cái ô tô này nó còn ở đó không và nó cái vị trí của nó ở chỗ nào. Chứ thầy không quan tâm lắm đến cái chuyện là cái đầu ô tô quay về hướng nào, cái đuôi nó quay về hướng nào. Tức là thầy đang chỉ quan tâm cái vị trí tương đối của nó thì thầy có thể coi nó là một chất điểm. Nhưng mà nếu mà vào một ngày trời nắng mà mặt trời chiếu từ hướng đông vào và thầy bắt đầu hơi lo không biết là cái xe nó có bị nắng chiếu vào cửa kính hay không và nó làm nóng cái không gian bên trong hay không thì lúc bây giờ thầy sẽ quan tâm đến cái ô tô nó quay hướng nào tức là thầy quan tâm đến sự bố trí cái hình dạng của ô tô trong không gian lúc bây giờ không thể coi nó là một chất điểm được bởi vì thầy bắt đầu quan tâm đến kích thước của nó đến hình dạng của nó các em nhớ chưa tức là đôi khi cái chất điểm ấy thì nó tùy vào cái việc chúng ta định khảo sát cái gì và nếu mà khi chúng ta đi chơi trong một cái không gian cực kỳ rộng các em tưởng tượng đây tức là thầy đứng từ trên núi và thầy nhìn chỗ cái không gian này thì tiếp rất là xa Thì sẽ thấy cái ô tô là một cái chấm trắng rất là xa Các em nhìn hơi khó Vì cái hình này thầy chụp từ trên cái đỉnh Bình Liêu Của Quảng Ninh xuống một cái bãi đỗ xe từ rất xa cách hàng cây số Thì lúc bây giờ ấy là cái ô tô có thể coi là một chất điểm Bởi vì cái không gian mà thầy khảo sát Nó là cả một cái vùng rừng núi rất rộng Thì cái ô tô lúc bây giờ nó đỗ nó giống như một điểm và thầy cũng không quan tâm lắm đến chuyện là nó hướng hướng nào Thầy chỉ quan tâm xem là nó đang đứng chỗ nào thôi Như vậy khái niệm chất điểm nó rất là trừu tượng và nó là dùng để mô tả À, một cái vật khi mà chúng ta không quan tâm lắm đến cái kích thước của cái vật đó mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái vị trí của vật ở đâu mà thôi được chưa các em đó thì Uh, trong thực tế khi chúng ta di chuyển trên đường ấy, chúng ta đi đến các cái vùng khác nhau ấy thì chúng ta thường quan tâm tới cái ô tô của chúng ta đã đi đến chỗ nào rồi, cái xe đạp, xe máy của chúng ta đi đến chỗ nào rồi. Và nếu chúng ta nhìn trên cái bản đồ định vị ấy thì chúng ta thấy nó là một điểm, chẳng hạn như uh, cái uh, hình này là thầy chụp lúc mà thầy đang ngồi làm việc ở văn phòng của thầy ở cái khu gọi là Trung Hòa Nhân Chính. Thì các em thấy cái điểm này ở trên uh, trên cái uh, bản đồ của Google ấy thì nó là một điểm và lúc bây giờ các em có thể coi như đây là một chất điểm cũng được đúng không? Thầy đang ngồi ở đó cái điểm này biểu diễn, còn các em không biết thầy đang quay hướng nào, đúng không? Các em không biết